Chào mừng quý cô bác và anh chị cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, tuổi Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy người tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Trong năm 2023 Quý Mão, họ có những thành tựu vượt bậc về tài lộc và công danh sự nghiệp. Vậy nên trong năm nay, làm việc gì cũng phải rất cẩn thận, bởi bạn có thể gặp một số chuyện khá nguy hiểm. Đừng vội vàng, hấp tấp làm điều gì mà không lường trước được kết quả. Bởi khi thành công và may mắn đến với mình thì những chuyện thị phi, tai ách cũng sẽ kèm theo. Việc trở nên hòa đồng, thân thiết với mọi người ở công ty sẽ giúp ích cho tuổi Hợi rất nhiều. Hãy luôn giữ được tinh thần thoải mái, vui vẻ trong công việc và nhiệt tình trợ giúp đồng nghiệp sẽ giúp bầu không khí trở nên hài hòa hơn, tác động tích cực tới hiệu quả công việc của bạn. Vậy trong năm nay, thành công của những người tuổi Hợi rực rỡ như thế nào mà khiến hầu hết các con giáp phải ghen tị? Không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi. Tổng quan tử vi gia chủ tuổi Hợi năm 2023 Quý Mão. Xem tử vi 2023, lưu niên và thái tuế tam hợp tạo thành bán hợp mộc cục, mang tới vận khí cát lành ở nhiều phương diện cho người tuổi Hợi, hứa hẹn một năm thăng hoa rực rỡ. Cục diện tam hợp nâng đỡ, công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm, càng dễ dàng gặt hái được thành công rực rỡ. Đường tài lộc vượng sắc, có lợi cho dự án hợp tác kinh doanh, marketing bán hàng, thành tích đạt được sẽ tăng vọt, tạo mức thu nhập ổn định và không ngừng tăng tiến cho con giáp này. Có nhiều cát tinh chiếu mệnh tử vi tuổi Hợi năm 2023 như gấm thêm hoa, ở mỗi độ tuổi đều đạt được những thành công nhất định. Tài lộc vì thế cũng hanh thông, dồi dào, hứa hẹn một năm nhiều bội thu. Phương diện tình duyên ngày càng thuận lợi, gia đạo hài hòa, đón hỷ tín, thêm con thêm cháu và tin vui từ xa đưa tới. Sức khỏe không có gì đáng quan ngại, ốm đau nhẹ, dễ gặp thầy gặp thuốc, nhanh chóng lành bệnh. Trong năm 2023 Quý Mão, các gia chủ cần cẩn trọng chú ý tháng Đinh Tị, tháng 4 âm lịch, từ ngày 19 tháng 5 2023 đến ngày 17 tháng 6 năm 2023. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ tuổi Hợi, vào những ngày này không nên tiến hành những công việc trọng đại. Tử vi sự nghiệp quan vận của mệnh chủ tuổi Hợi năm Quý Mão 2023. Năm nay gia chủ tuổi Hợi gặp năm tam hợp thái tuế, gia chủ như gặp được thiên thời địa lợi. Chỉ có nhiều yếu tố nhân hòa nữa làm mưu sự lớn dễ thành, gặt hái thành công rực rỡ trong năm. Đây là thời điểm lý tưởng để gia chủ chú trọng mở rộng phương diện ngoại giao, tăng cường giao lưu, tiếp xúc với người quyền thế. Khi thời cơ đến, họ sẽ là quý nhân nâng đỡ con đường thăng quan tiến chức của bạn. Cái thiếu của gia chủ nằm ở sự quyết đoán, nhất quán về mục tiêu và kế hoạch rõ ràng. Chỉ cần bổ sung được, chắc chắn sẽ thu về thành công rực rỡ. Người làm công ăn lương giữ vững tinh thần học hỏi và phấn đấu không ngừng, rất dễ khẳng định năng lực, được cấp trên đề bạt, không ít cơ hội thăng tiến ngay trong tầm tay, nên chủ động nắm bắt. Với người kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, việc cũ, việc mới luôn chuyển hài hòa, càng mở rộng càng nhiều, không gian phát triển. Năm nay cũng khá thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp, mạnh dạn khai phá những bước đi mạo hiểm, hứa hẹn nhiều trải nghiệm bất ngờ. Có điều trong năm vẫn có điểm hiềm khích thị phi do tác động của hung tinh, gia chủ thận trọng khi chọn người hợp tác làm ăn cùng, tránh mâu thuẫn gây bất lợi trong công việc. Về tử vi tài lộc tiền bạc của mệnh chủ tuổi Hợi năm Quý Mão 2023. Năm Quý Mão 2023, cục diện Hợi Mão bán tam hợp cùng trợ lực nên đường tài lộc của tuổi Hợi cực kỳ lý tưởng. Dấu hiệu dễ thấy nhất là cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn, không còn quá trúc trắc vất vả như trước, gia chủ mưu sự dễ thành. Dù quá trình làm có thể gặp đôi chút trắc trở, nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, thu về lợi nhuận tốt. Các nguồn thu nhập dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy. Người làm công ăn lương sớm được tăng lương thăng chức, người làm chủ làm tư thì mua may bán đất, tiền bạc cứ thế đổ về túi. Trong năm, con giáp này không cần lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Bạn có thể dựa vào chính sức mình, dùng trí thông minh và năng lực của bản thân để đổi lấy tài lộc về tay, cũng đạt được nhiều thành công mà có được sự tăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ.
Tuy nhiên, có thời điểm hung tinh tác động mạnh về tinh thần, gia chủ suy nghĩ tiêu cực về việc kiếm tiền, làm giàu, có xu hướng lười nhác, rất dễ để tiền tuột khỏi tầm tay. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc vào năm 2023, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân hợi mão mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tử vi về sức khỏe của mệnh chủ tuổi Hợi năm Quý Mão 2023. Tử vi 2023 tuổi Hợi cho thấy dưới sự che chở của tam hợp quý nhân, xét về tổng thể sức khỏe tuổi Hợi bình ổn, thể trạng tốt. Thái tuế trong năm là cát tinh, song vẫn có hung tinh đeo bám nên khó tránh những thương tích nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể sức khỏe của bản mệnh. Người tuổi Hợi cần cẩn trọng vấn đề đi lại, đề phòng hỏa huyết quang, tai nạn xe cộ hoặc bị vật nhọn đâm phải gây chảy máu, thương tổn. Ngoài ra, nam mệnh tuổi Hợi cũng chú ý đề phòng các chứng bệnh liên quan đến tim mạch, nhất là vào các tháng 4, 5 và 6 âm lịch. Đồng thời nên hạn chế sử dụng rượu bia, thuốc lá, những tác nhân khiến ai đã sẵn bệnh nền ngày càng suy yếu. Nữ mệnh tuổi Hợi chú ý các vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa như chứng đau dạ dày, tiêu hóa kém, đầy bụng. Tử vi về tình cảm của mệnh chủ tuổi Hợi năm Quý Mão 2023. Xem vận trình tình duyên của tuổi Hợi năm 2023, nam mệnh tuy đào hoa không nhiều nhưng do tam hợp thái tuế, tài vượng sinh quan cho nên những mệnh chủ tuổi Hợi dễ thu hút được sự yêu mến của người khác giới, vận đào hoa rất tốt, bản thân lại có nhân duyên khác giới cực tốt, bạn dễ dàng tìm được cơ hội để tiếp cận làm quen với mình có cảm tình. Những bạn đơn thân nên nắm tốt cơ hội này. Nam tuổi Hợi thông minh, tài giỏi và có phần thực tế, song bạn hoàn toàn có thể tìm được một nửa phù hợp với mình, đôi bên cùng bị hấp dẫn bởi đối phương, tỷ lệ thành đôi khá là cao. Với các cặp đôi đang yêu, tình cảm tiến triển theo hướng tốt đẹp hơn, có điều nhiều khi tâm tình biến đổi thất thường, nếu không kiểm soát tốt cảm xúc, để cái tôi của mình quá cao, đôi bên dễ nảy sinh mâu thuẫn, khó mà tiến tới hôn nhân hạnh phúc. Bên cạnh đó, các cặp vợ chồng có thể đón tin vui về chuyện con cái trong nhà, hoặc nếu muốn sinh con năm Quý Mão, hai bạn nên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về mặt tinh thần và vật chất để đón con chào đời trong điều kiện tốt nhất. Vận hạn chi tiết từng tuổi Hợi năm Quý Mão 2023. Tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947. Vào năm Quý Mão, vận trình của tuổi Đinh Hợi ổn định, tuy không đến mức quá cắt lợi nhưng cũng không quá xấu. Ở độ tuổi này, bản mệnh yên tâm, an hưởng tuổi già, không phải suy nghĩ quá nhiều vấn đề tài chính hay con cái. Gia đạo an yên, bản mệnh được con cháu quan tâm, chăm sóc. Tuy nhiên, vì cô thần hung tinh ảnh hưởng, đôi lúc mệnh chủ cũng cảm thấy cô đơn, buồn tủi như không có ai hiểu mình, rất cần người bạn đời để chia sẻ. Nhưng trường hợp không còn bạn đời, con cháu nên khuyến khích bản mệnh ra ngoài gặp gỡ bạn bè đồng niên để chia sẻ, bầu bạn nhiều hơn, tinh thần sẽ phấn chấn trở lại. Về sức khỏe, cần chú ý đề phòng các chứng bệnh về thần kinh như căng thẳng, mất trí nhớ, lúc quên, mất ngủ. Tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Lâm cục diện tam hợp thái tuế báo hiệu Quý Mão sẽ là năm có nhiều may mắn cho gia chủ. Mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn, bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập két thì vẫn dư dả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Tình cảm không có nhiều biến động, người tuổi Kỷ Hợi được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cháu trong nhà, quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Trong năm 2023, vận khí của người tuổi Tân Hợi không tồi chút nào. Những người làm công, việc văn phòng, cơ hội thăng chức trong năm khá nhiều, lương thưởng hậu hĩnh kéo theo thu nhập được cải thiện nhanh chóng. Ở phương diện tình cảm, nữ mệnh cần học cách tiết chế tính nóng của mình. Giai đoạn này cũng bắt đầu thời kỳ mãn kinh nên cảm xúc của bạn rất dễ dao động, tần suất cãi vã với các thành viên trong gia đình ngày càng nhiều. Nếu không chú ý tiết chế sẽ khiến không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề, hôn nhân cũng rất dễ xảy ra rạn nứt. Cảm xúc bất ổn còn dễ dẫn đến một vài căn bệnh tâm lý, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần mà bạn không được chủ quan. Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Vận trình năm 2023 của người tuổi Quý Hợi khá lý tưởng, con giáp này đường công danh có quý nhân nâng bước, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, có nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức, lương bổng cũng cao hơn. Trong chuyện tình cảm, Quý Hợi nếu còn độc thân thì vận đào hoa khá ảm đạm, khả năng cao vẫn trong cảnh chăn đơn gối chiếc. Hãy lắng nghe lời khuyên bảo của mọi người, nhân duyên không có nhiều, đừng đòi hỏi những thứ vượt xa tầm với của mình. Tuổi Ất Hợi sinh năm 1995.
Cuộc sống của người tuổi Ất Hợi rất nhiều khởi sắc đáng mừng trong năm 2023. Không chỉ công việc suôn sẻ mà đời sống tình cảm, gia đình cũng rất hạnh phúc. Các bạn còn độc thân cũng đang được đào hoa chiếu mệnh, có thể gặp được đối tượng phù hợp về mọi mặt. Chỉ cần bạn đầu tư công sức nhiều hơn là sẽ có một cái kết viên mãn. Một điều cần nhắc nhở người tuổi này là nên chú ý thói quen chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Bạn cần cân bằng thu chi, mua sắm hợp lý và tránh đầu tư một cách mù quáng. Những thói quen xấu về tiền bạc cần phải thay đổi càng sớm càng tốt, kẻo thất thu rất nhanh. Các gia chủ tuổi Hợi trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tử vi của tuổi Hợi trong năm 2023 Quý Mão. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Hợi, qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong năm 2023, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.